Xin chào anh em nha. Rất xin lỗi anh em, clip trước nó bị ngắt giữa chừng mà quay cũng gần xong rồi, mình xin phép tiếp tục nha. Cái cây 16 nha nè, cân thử bao nhiêu lại cũng xem cái kia nha, 320 330 gram á. Cây này thì nó thiếu một cái nêm thôi, nhưng mà được được cái nó rất là mượt anh em ha. Nó mượt, đầu nó mượt như mới luôn. Anh em thấy chữ này, thông số 24 nha. Cái đầu này ha, cái mặt chứ, cái mặt cực kỳ mới luôn ha. Chung cái này thì có sử dụng nhưng mà rất là ít luôn, tráng quá đẹp luôn. Cái này 100 ngàn nha, tầm 320 gram á. Cái 17 này anh em nha, cái 17 này là nó làm cái cán, em thấy nó hơi cong, cái cong là cong zin luôn chứ không phải lỗi đâu anh em nha. Đó. Cái này là của đầu trâu luôn ha. Cái này là chưa dọn chưa gì hết á. Giá rất là tốt luôn, cái này chắc phải năm số lạng gì. Năm trăm bốn mươi gram anh em nha, 540, 540 gram nha. Cái này giá 150 anh em ha. Đầu 24, cái đầu cái cây này anh em dọn thêm thì nó còn đẹp nữa ha. Cán là cán zin, anh em nhìn vào trước mình có nói với anh em cách phân biệt của cán đầu trâu rồi ha. Ok rồi, đầu trâu nha anh em nha. Đó, 150 thôi nha. Nó nặng gần gấp đôi cái cây kia á ha, gần gấp đôi cái cây 15 16 này nha. Rồi, tiếp tục giới thiệu anh em cái cây 18 này ha, cây bú tạ. Cái này còn rất là mượt luôn, cả cán của nó là 1,4 nha, đầu nó 1,3. Của hãng Z anh em nha, Z này là G, chữ R, chữ E, chữ T chứ không phải là cái chữ Z ha, cái chữ Z là hãng khác nha. Đó. Nói chung đời cây bát giác này 8 mặt thì nó mượt như là mới, nó rất là mượt ha. Chỉ có hai đầu nó hơi có dấu đinh á, mình mài nhẹ mình đánh bóng nha anh em luôn. Nhưng mà anh em thấy cái đường mài này nhìn qua thì anh em biết mài rất là ít nha. Bởi vì cái độ dày của nó nè ha. Đầu này một đầu là nó sẽ vác dày, một đầu nó sẽ không vác ha. Đó. Tất nhiên nó sẽ vác nhẹ để cho nó khỏi khỏi ba giớ thôi, chứ nó không phải là nó vác dày giống bên này nha nè. Đó. Mấy cây bát giác thì nó như vậy ha. Mình chỉ đánh nhẹ và sinh sơ thôi. Đó. Đây, cái này thì giá 270 anh em nha. Cái này thì nói chung rất là mượt luôn. Trên này nó đổ keo luôn anh em nha. Trà cán khá xịn anh em ha. Cây bát giác quá mới luôn ha. Rồi, cái này 270 nha, 18 ha. Cái gì về nó lúc nào nó cũng có cái hàng đẹp với cái hàng xấu của anh em ha. Cái xấu này thì gom 3 cây lại ha, để anh em giá 150 nha. Mấy cái này thì nó phù hợp để anh em sử dụng thôi, hoặc là nếu mà anh em có tay nghề hơi dọn một xíu thì mấy cái này nó cũng sẽ đẹp, đôi khi nó còn đẹp hơn mấy cây mình như kia ha, tùy mắt mọi người nha. Mấy cái này anh em đánh sáng lên thì rất là đẹp ha. Nhìn nó vậy thôi nhưng mà nó đều có chữ hết anh em nha. Nói chung ăn học kỹ á, có chữ hết nha nè. Chỉ có cái này là không có nè, nhưng mà thép tốt như nhau hết, anh em yên tâm ha. Đó. Thực chất cái này nè, zin á, là nó cái mặt nó phải úp xuống dưới nha nè, chữ nó không ở mấy cái loại này, chữ nó phải ở dưới mới đúng ha. Đó. Cái này có chữ luôn nha. Mấy cái này thì dao động quanh cây 200 này, cây 250 này, cây này 240 gram nha. Đó. Giá thì quá tốt cho anh em về sử dụng hoặc là dọn lên cho nó đẹp nha. Số 19, 150 nha. Tới số 20 này thì gần như là một tặng một luôn em ha. Một cây lim, lim này là không phải cái loại mà siêu dày ha, nhưng mà nó cũng là cái loại dày dặn đây, và nó có dập mọc ở đây ha, đang khá bén. Mình đo kích thước luôn, cái lim với cây kéo đi chung với nhau nó cũng rất là hợp anh em nha. Nó thêm cây cưa nữa là tuyệt vời ha. Anh em có thể mua cây cưa số 2, số 3 gì đó ha. Anh em 16.5, cả cán của nó là sẽ là 37 nha. Liệu mà khá là xịn anh em ha, lọ có vảy, mấy cái lọ có vảy này rất là xịn nha. Đó. Cái kéo này lưỡi rất là độc luôn nè. Kích thước thì dài, loại 64.5 cm nha nè. Cán thì là cán nhôm ha. Lưỡi thép xịn anh em nha, chứ không phải là cái lưỡi inox giống như đi thêm một số cán nhôm bình thường ha. Cán điều nó có mỗi cái này thôi, nó mất cái bát này thôi ha. Cho nên mình phải
trừ ra, và thậm chí là còn tặng thêm cái liềm nữa anh em ha. Cái loại cán da thì giá nó thường dao động quanh 2 đến 300 ngàn tùy cây đẹp xấu anh em ha. Cái này là cái lõm, nên là cái lõm zin để anh em cắt mấy cây lớn anh em nha. Đó, không phải cái nào nó không có cái này đâu anh em ha. Mấy cây lớn anh em đưa vào đây á, cắt thứ nhất nó không trượt, thứ hai nó nhẹ tay hơn. Mấy cây lớn mà anh em để trên này cắt là nó trượt chắc luôn anh em ha. Đó. Còn mấy cây nhỏ nhỏ thì anh em cứ đưa lên trên thôi. Cái lưỡi rất là dài nha. Cái lưỡi cảm giác nó dài hơn bình thường. 16 năm ha. Cả cán của nó là 64.5, ốc zin, hai cái lông đề này zin luôn. Có mỗi chỗ đây hơi xấu này anh em để ý nha. Đó, tay nắm quá đẹp luôn ha. Rồi, 20 này là một cặp một giá 220 nha. Rồi, mình vừa tiếp tục giới thiệu tới anh em cho nó đủ luôn cái clip trước anh em nha. Ok, anh em nào quan tâm anh em nhớ theo dõi kỹ cái mô tả của mình về tình trạng thức ăn nặng của từng món nha. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh, như bấm like, nút like video để ủng hộ kênh ha. Rất cảm ơn anh em nha. Xin chào anh em.